Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã, bắt đầu từ 14 giờ ngày 6 tháng 2, tại trạm y tế phường Mạo Khê, tổ lấy mẫu của ngành y tế thị xã đã và đang phối hợp cùng với các lực lượng của địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các nhóm đối tượng mở rộng. Các nhóm đối tượng gồm có người từ 80 tuổi trở lên, những người làm việc tại các nơi thường xuyên tiếp xúc với nhiều người như người bán hàng tại các chợ, cửa hàng, điểm bán hàng, lái xe taxi, xe khách, xe hợp đồng, xe tải, xe ôm, người giao hàng, làm việc tại các cơ sở dịch vụ cắt tóc, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê và lực lượng của địa phương tham gia phòng chống dịch. Theo tổng hợp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Mạo Khê, ba nhóm đối tượng trên có khoảng 3.000 người. Chính phủ và nhà nước quan tâm đến tuổi già. Thế là hôm nay được xuống đây khám và được xét nghiệm này là chúng tôi rất phấn khởi. Mong để xem là kết quả mình bệnh tật ra sao, biết đường tránh. Bản thân tôi cũng như là gia đình và mọi người cũng rất yên tâm, có sự quan tâm của y tế với toàn bộ nhà nước là quan tâm đến sức khỏe của người dân. Tôi thực sự cảm ơn. Tính đến hết buổi tối hôm qua thì đoàn đã lấy được 1.250 mẫu và kế hoạch của mình là 3.000 mẫu. Thì vị trí là còn 1.750. Thì nếu mà địa phương huy động đủ nhân lực, số người đến lấy mẫu thì đoàn lấy mẫu sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong buổi sáng hôm nay. Trong ngày hôm qua thì thực hiện sự chỉ đạo của ban dân thị xã, chúng tôi cũng tập trung rà soát để thống kê ba cái nhóm đối tượng. Một là lực lượng trong ban chỉ đạo và tham gia 26 cái chốt trạm trên địa bàn phường. Thứ hai là người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên. Và thứ ba là người hoạt động ở các cái lĩnh vực mà thường xuyên tiếp xúc với nhiều người như lái xe tải, lái xe khách, lái xe taxi, bán hàng quán vân vân. Và với một cái địa bàn có dân số đông như vậy thì ba nhóm đối tượng này vào khoảng 3.000, hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục tổng hợp và tổ chức lấy mẫu. Và chúng tôi xác định đây là một cái việc hết sức quan trọng giúp cho cái việc mà chúng ta khoanh vùng và kịp thời phát hiện những đối tượng mà có cái nguy cơ lây nhiễm cao, nếu như có để trên cơ sở đó thì có biện pháp. Và ngoài ra là cái việc mà thị xã tổ chức để xét nghiệm cho người từ 80 tuổi trở lên thì tôi nghĩ đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa. Được biết, cùng với phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều cũng đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với đội ngũ y bác sĩ trong đoàn công tác của tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các nhóm đối tượng mở rộng ở các địa phương khác. Tính đến 9 giờ ngày 7 tháng 2, các đơn vị đã lấy mẫu người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được 944 người, lấy mẫu lực lượng tham gia chống dịch, các siêu thị, chợ nông thôn, cửa hàng, điểm bán hàng đã lấy được 721 người. Lấy mẫu lái xe taxi, xe khách, xe hợp đồng, xe tải, xe ôm, người giao hàng, người làm việc tại các cơ sở cắt tóc, gội đầu, massage, karaoke, thẩm mỹ, phòng tập thể dục, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê là 2.557 mẫu. Hiện các đơn vị vẫn đang tiếp tục lấy mẫu.